Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay, chúng ta đã nhận được 3 thông tin rò rỉ hoàn toàn mới trên trang Instagram chính thức của Da Food liên quan đến tập 77 phần 4. Chúng ta đã nhận được một thông tin rò rỉ về hiệp sĩ Astro, một thông tin rò rỉ về Titan TV Man bị thương, và một hình ảnh về G-Man có thể đã được nâng cấp. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 3 rò rỉ này, và tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số lý thuyết của tôi cho tập này. Trước khi đến với video phân tích này hôm nay, đừng quên like, đăng ký, bật chuông thông báo để nhân 3 tốc độ ra video nhé. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh, uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Hãy bắt đầu link đầu tiên mà chúng ta nhận được. Hiển thị hình ảnh của Titan TV Man bị hư hỏng. Và ở đây chúng ta đã có thể thấy chất lượng tuyệt vời mà Da Food đang thể hiện trong tập này. Có vẻ như chúng ta sẽ thấy một bản nâng cấp khổng lồ của G-Man, vì chúng ta có thể thấy rất nhiều hiệu ứng hình ảnh thú vị trong clip này. Bạn có thể thậm chí nhìn thấy màu sắc trên màn hình bị hỏng của Titan TV Man, ánh sáng màu tím xung quanh clip này khiến nó trông giống lửa hơn. Nhưng đó không phải là phần chính của bộ clip này. Những thông tin của clip này là các chữ cái và văn bản ẩn ở phía dưới. Nó cung cấp những từ ngữ cho tập này, chúng ta sẽ hiển thị văn bản ở cuối video này. Khi các clip được che phủ hoàn toàn, chúng ta không thể thấy nó. Trên clip, với tình hình Titan TV Man hiện tại, nếu chúng ta nhìn vào phía dưới, chúng ta thấy các chữ cái. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần rò rỉ thứ hai mà chúng ta thấy. Đó là hình ảnh của hiệp sĩ Astro. Nhân tiện, tôi muốn nhắc bạn rằng văn bản nằm trên mỗi một trong những rò rỉ này. Dù sao thì tôi cũng sẽ cho bạn xem toàn bộ văn bản ở cuối video này. Hãy tiếp tục phân tích những rò rỉ này. Với hiệp sĩ, chúng ta thấy lửa và hào quang màu đỏ bao quanh anh ấy. Và chất lượng hình ảnh của clip này theo quan điểm của tôi cũng rất tuyệt vời. Hình ảnh này không có gì mới so với những gì chúng ta thấy. Vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết hình ảnh này. Hãy cùng đi sâu vào phần rò rỉ thú vị nhất trong số chúng. Trong hình ảnh này, cuối cùng chúng ta cũng thấy phiên bản nâng cấp của G-Man. Hoặc có lẽ chúng ta có thể bắt đầu gọi anh ấy là Titan G-Man. Khi anh ấy đã trở lại, chúng ta có thể thấy ánh sáng màu vàng xung quanh hình ảnh này. Và tôi cực kỳ phấn khích khi được xem trực tiếp tập phim này. Trong hình ảnh này, chúng ta gần như có thể ngay lập tức nhận thấy tia laser trên mắt của G-Man, thực chất là một hạt cơ học. Tôi chắc chắn rằng nó có thể tháo rời và gắn vào được. Tôi khá chắc chắn rằng anh ấy cũng sẽ bắn được laser, vì nó có thể có cơ chế tự động, và ai biết được có thể anh ấy có thể bật và tắt nó. Chúng ta sẽ phải chờ xem trong tập thực tế. Nhưng dù sao thì bạn cũng có thể thấy các phần nâng cấp của anh ấy trong rò rỉ này. Chẳng hạn như tia laser trên đỉnh trán, vì dường như anh ấy cũng có một bộ phận cơ khí trên đầu, vì chúng ta có thể nhìn thấy nó trong rò rỉ này. Bạn cũng có thể thấy tia laser ở hai bên đầu của anh ấy, và tôi thấy nó rất đẹp. Chắc chắn rằng anh ta có nhiều tia laser khác trong cơ thể để tự vệ tốt. Tôi không chắc lắm liệu đây có thực sự là một Titan hay không, nhưng ai biết được anh ta sẽ xuất hiện với phần thân dưới như thế nào. Chắc chắn nó sẽ vô cùng hoành tráng. Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe một tình tiết xoay quanh tập phim này mà tôi đã nghĩ ra. Bản thân tôi và các bạn, có lẽ chúng ta có thể thấy hiệp sĩ và Titan TV Man chiến đấu. Và trong trận chiến này, Titan TV Man bắt đầu thua thì có lẽ chúng ta có thể thấy đội quân Speaker được nâng cấp. Nhưng không phải là Titan Speaker Man, chắc hẳn tộc Speaker đã giúp Titan TV Man. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại hiệp sĩ. Có lẽ sau đó G-Man hoặc Titan Camera Man xuất hiện. Và cuối cùng chúng ta cũng thấy G-Man trả thù tất cả các Astro hiện tại. Sau đó ở cuối tập này, chúng ta có thể bị bỏ hoàn toàn Astro hiệp sĩ. Các bạn nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu tưởng tượng, vì đây chỉ là lý thuyết chứ không phải thực tế điều gì sẽ xảy ra trong tập phim. Nhưng ai biết được, có lẽ chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra theo một cách khác. Hy vọng chúng ta sẽ làm được. Tôi cũng có hình ảnh toàn bộ thông điệp của 3 bức ảnh này ở đây. Vì Da Food nói tập này không bị trì hoãn, và có lẽ chúng ta sẽ thấy nó vào khoảng 2 tuần tới. Tôi có cảm giác rằng tập này sẽ phát hành vào ngày 15 tháng 10. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sớm thấy tập mới. Đây là hình ảnh đã chỉnh sửa về leak của Titan TV Man. Và ở đây chúng ta có thể xem toàn văn bản, tạm dịch phía trước 2 bước, ám chỉ chúng ta đến kế hoạch của Titan TV Man. Vì Titan TV Man đã thu hút sự chú ý của chúng ta đến kế hoạch của anh ấy. Tôi nghĩ anh ta đã có kế hoạch của riêng mình,
nhiều khả năng đã có một cuộc gặp gỡ với G-Man trước khi tập 77 phần 4 diễn ra. Hoặc tộc Speaker sẽ xuất hiện ở tập 77 phần 4 với những vũ khí bí mật của mình. Tôi có thể nói rằng Titan TV Man chắc chắn sẽ không chết. Vì anh ta đang đi trước hai bước, nhưng bạn biết đấy, theo ý kiến của tôi thì cụm từ đi trước hai bước phù hợp hơn với G-Man. Và có lẽ là Titan TV Man có kế hoạch, nhưng tôi nghĩ G-Man cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Và chính Da Phút cũng từng nói rằng G-Man luôn có kế hoạch. Và cá nhân tôi nghĩ anh ấy là một trong những nhân vật thông minh nhất trong bộ phim. Và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của anh ấy. Nên G-Man phải cứu cả nhóm. Và anh ấy sẽ là một vị cứu tinh ở tập 77 phần 4. Tôi không nghĩ Titan Speaker Man sẽ xuất hiện trong tập này. Vì nhiều khả năng anh ta vẫn trong quá trình nâng cấp của mình. Về phía Titan Cameraman, nhiều khả năng có một thế lực nào đó đã cứu anh ta sau tập 74. Và chắc chắn G-Man không thể đến cứu hai người cùng một lúc. Việc G-Man cứu Titan TV Man ở tập 77 phần 4 sẽ vô cùng quan trọng. Để lấy sự tin tưởng của cả tộc TV thì anh ta chắc chắn phải làm vậy. Tiêu diệt hoàn toàn hiệp sĩ Astro, cứu Titan TV Man và đưa toàn bộ những liên minh còn sống trở về căn cứ. Sau đó là hội ngộ với Titan Speaker Man. Tôi vẫn nghĩ sau tập 77, khả năng cao tộc Speaker và các Palette sẽ cùng nhau chiến đấu. Với tộc TV, tôi nghĩ họ sẽ trở thành hậu phương cung cấp vũ khí và nâng cấp của toàn liên minh. Video tới đây cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé.